Con robot này có tên là Mibo. Đây là sản phẩm do nhóm sinh viên khoa cơ khí máy, Đại học Sư phạm Kỹ thuật sau một năm nghiên cứu, lập trình và sửa rất nhiều lần. Dù chỉ nhỏ như thế này, nhưng nó có thể làm rất nhiều công việc trong gia đình, đặc biệt là nó có thể trở thành một người trợ lý đắc lực của chủ nhà vì có thể báo thức, dự báo thời tiết, nhắc nhở khi chủ nhân quên đồ vật, hỗ trợ chăm sóc người già và cả trẻ nhỏ. Bằng nhỏ thường là tối thường hay thích bố mẹ là biểu đọc truyện chuyện ngủ, thì thay vì đó thì mình có thể nó đọc truyện gì đó là nó thay cho phụ huynh. Rồi dự báo tiết thì chỉ cần mình nói là hôm nay thời tiết như thế nào nó sẽ nói ra. Ngoài ra nó còn có một cảm biến là té ngã để gắn cho người già. Vì ví dụ như một người mà đi làm ở ngoài thì nếu mà có người bố mẹ mình già ở nhà thì rất là lo lắng không biết có chuyện gì, thì nó có cảm biến thì nó sẽ, ví dụ như người đó mà bị ngã thì sẽ gọi về, nó sẽ phát tín hiệu về robot và robot đó sẽ gọi điện qua ứng dụng Skype của cho người mình đặt trước. Còn đây là một con robot khác có tên là Fitbot. Đúng như tên gọi, với cánh tay này và một bàn xoay 3 món ăn được điều chỉnh tự động, robot này sẽ làm công việc là đút thức ăn cho người già khi người thân trong gia đình không có thời gian. Với những tính năng thông minh như cân bằng dinh dưỡng, thực hiện khảo sát và biết đâu là món ăn yêu thích của người mà nó phục vụ. Sản phẩm này đã được đưa vào sử dụng thử nghiệm tại một số viện dưỡng lão ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì công nghệ 4.0 này được ứng dụng khá nhiều vào trong thực tế cuộc sống của mình. Thì người ta có thể điều khiển cái thiết bị từ xa một cách dễ dàng. Và ví dụ như là thiết bị này của mình thì cũng thể giúp cho người nhà chăm sóc người thân qua Internet. Là có thể người ta có thể đút cho người thân ăn từ xa qua Internet. Như hiện tại mình đang đút cái người thân mình ở đó, làm cho người ta có cảm giác như là người ta có thể được chăm sóc người thân của người ta. Cách đây 3-4 năm thì cái số lượng mà các đơn đặt hàng của doanh nghiệp thì nó có thể một tháng, có thể là một tháng có 1-2 cái. Nhưng mà hiện nay thì số lượng đơn đặt hàng nó rất là nhiều, gấp tăng lên gấp 5, gấp 10 lần. Và đặc biệt các doanh nghiệp cũng đang có xu hướng đó là tuyển các sinh viên mà đang học ở nhà trường để làm gì? Để về doanh nghiệp triển khai những cái dự án, họ có thể là họ xây dựng những cái dự án tự động hóa trong doanh nghiệp họ với những sinh viên đang học ở đây. Thì mình nghĩ cái đó là một cái sự chuyển dịch và đánh dấu cái sự hội nhập của các doanh nghiệp Việt Nam đối với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này. Khi những sản phẩm này có thị trường, có đầu ra thì rõ ràng cuộc cách mạng 4.0 đã hiện diện rất rõ tại Việt Nam. Người lao động sẽ phải chuyển đổi nghề nghiệp khi có sự tham gia của robot, của máy móc hiện đại. Trong tương lai gần, người lao động sẽ không cảm nhận được mình sẽ mất việc bởi giá máy móc hiện đại còn đắt, nhưng khi giá thành rẻ hơn, sự thay đổi sẽ diễn ra rất nhanh. Và người lao động nếu không kịp thời thích nghi, thất nghiệp sẽ không còn là viễn cảnh.